lên đi xuống vậy lạng mà mặc mỗi cái quần xà lỏng. Lặn qua lặn lại là đĩa mấy cô học trò của ba mình đúng không? Tụi em lúc đó như con nít vậy. Mình đi qua đi lại mình cũng để ý là có những cái cô lớp 9 này cô cũng dễ thương xinh xắn. Nhưng mà để ý cô này không? Thì cổ là một người tương đối là nổi bật. Học á là em hơi kiểu hơi quậy. Ví dụ đi học là mặc quần ngắn hoặc là hay đi trễ rồi kiểu như trong lớp là cũng em chào chị, em chào anh, em tên là Nguyễn Thị Như Lan, năm nay em 28 tuổi và em cùng chồng là thành lập bệnh viện nên là em cũng là giám đốc điều hành tại bệnh viện. Đồng thời thì hai vợ chồng em là đã có ba em bé rồi. Trời ơi, vậy luôn cao. Dạ, công nhận em bé gần nhất của em là mới được 2 tháng tuổi. Trời ơi, mà tướng nhon quá trời luôn. Thì trời ơi, bác sĩ ta ngồi đây mà. Rồi bây giờ em đoán đi là họ gặp nhau như thế nào? Trời ơi, đơn giản thôi. Có nghĩa là trước đây là bác sĩ Khải coi như là có một cái cô bé đến để mà tư vấn, để mà làm đẹp. Thế là ông bác sĩ này ông thấy xinh quá rồi, ông cua luôn và ông làm không tốn tiền. Nghe chị đoán nè. Đoán đi. Hai bạn này chắc là thanh mai trúc mã. Ba của bạn vợ á là cũng chuyên ngành, cũng trong một ngành. Rồi xong ví dụ như là bạn này á là học trò của ba bạn vợ. Ba của bạn này thấy bạn này thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là thông minh, ngoan ngoãn, giỏi giang đó. Giỏi giang, thế là mới chấm ở trong lòng chấm là thằng bé này maybe có thể là. Chị đoán vậy đúng không? Đúng rồi, có thể là chồng của con mình. Đúng không? Thế là các bạn đã thành duyên với nhau. Bây giờ hỏi bác sĩ đi. Dạ. Bây giờ bên nào đoán trúng nè? Dạ, chị Hồng Vân đoán nhưng cũng gần chính xác nhưng mà nó sẽ đảo ngược lại. Tại vì ba của em là thầy của bạn này. Dạ, tại vì hai đứa cách nhau tới 9 tuổi lận. Tại vì thường giống như bác sĩ thì sẽ muốn cũng như có con trai hay con rể thì cũng sẽ theo ngành. Nhưng thật ra thì gia đình em hồi đó là gia đình buôn bán lao động. Chứ cũng không có ngành y hay là cái gì hết. Ba mẹ em thì nói chung là ngày xưa đã cực khổ rồi á, nên hay kiểu la mình á, hay nói là không học thì sau này không có làm được cái gì hết. Rồi xong học thì sau này thế này thế kia nên là có chung cũng sợ lắm. Và hồi đó học lớp 9 thì nghe là ba của chồng em bây giờ á là thầy á, là giáo viên dạy chuyên để em thi vào các cái trường chuyên. Thì đến học thì ba với mẹ bây giờ, ba mẹ chồng của em á thì lúc nào cũng khen ca ngợi về con trai của mình hết. Bảo là con trai tôi là học bác sĩ rồi đang đậu trường chuyên học rồi vậy đó, nói chung ca ngợi để cho tụi em phải noi theo. Đúng đâu. Dạ đúng rồi. Tức là thầy phải tìm một tấm gương sống sáng để cho các em soi. Không đâu xa cả. Ở trong nhà này luôn. Ở trong nhà này luôn rồi đi lên đi xuống. Tại vì hồi đó là còn học thêm tại nhà chị. Dạ. Học thêm nhưng tại nhà. Nhưng mà là lúc thầy giới thiệu đến khi nào thì em mới gặp con dạ không ngày nào cũng gặp hết, tại anh cứ đi lên đi xuống vậy mà mặc mỗi cái quần xà lỏng. Lặn qua lặn lại là đĩa mấy cô học trò của ba mình đúng không? Không, tụi em lúc đó như con nít vậy. Mình đi qua đi lại mình cũng để ý là có những cái cô lớp 9 này cô cũng dễ thương xinh xắn. Nhưng mà để ý cô này không? Thì cổ là một người tương đối là nổi bật. Em đi học á là em hơi kiểu hơi quậy. Ví dụ đi học là mặc quần ngắn hoặc là hay đi trễ rồi kiểu như trong lớp là cũng nói chung cũng được mấy bạn kia chú ý, mấy bạn nam thích đó, nên là em không biết có để ý không thì em không biết, nhưng mà em thì có để ý. Có tại vì không? Thầy nói hoài Nhưng mà đến bao lâu thì tụi em chính thức là để ý và yêu nhau? Phải đến khi là em học xong, em thi xong rồi, em thi đậu rồi. Thì lúc đó em mới gọi là có mặt mũi để quay lại thăm thầy cô. Thì lúc đó em đến thì em gặp anh nhà của em thì ảnh đi ra. Thì sau đó em mới hỏi mấy bạn để em xin cái Yahoo á chị, hồi đó là thời mà còn xin Yahoo á anh. Thì em xin nick Yahoo để em chat. Cái khoảng thời gian đó là em thi tốt nghiệp nên là em không có quen ai hết. Nhưng mà thì em thấy cô học trò lớp 9 cô nhắn tin tới giật mình. Hồi đó là em nhắn tin á là mấy bạn trong lớp á hay gọi là anh Khải giống như thần tượng idol. Thì em ấy cũng idol thiệt, là mình cũng muốn học trường chuyên, mình cũng muốn giống vậy. Thì mình mới nhắn tin, mà hồi đó tiếng Anh của em hơi dốt. Em định nhắn á là anh là thần tượng của em, thì lẽ ra em phải nhắn là you are my idol đúng không? Thì em lại nhắn là I'm your idol. Em là thần tượng của anh. Xong rồi vì cái đó nên anh mới trả lời anh kêu ủa gì vậy em.
Dạ. Nhưng mà lúc nào thì hai đứa bắt đầu mới có cái tình yêu trai gái thực sự? Lúc đó là em xài điện thoại, nhưng mà kiểu như là không có điện thoại, phải mượn điện thoại của anh trai á để bỏ cái sim của mình vào. Lúc đó em chỉ có cái sim thôi chứ không có điện thoại. Để nhắn thì em mới xin số được, rồi thì em mới nhắn tin cho ảnh. Em cũng thích rồi, nhưng mà nếu như mà cái người đó không có thích mình á, hoặc là người ta không có gì hết với mình á, thì thôi em sẽ không nhắn nữa. Nên là em bỏ cái sim vào, em nhắn tin được một ngày. Mà thầy có trả lời không? Anh, có trả lời, có trả lời. Anh có trả lời được vài tin. Cả ngày luôn. Dạ đúng rồi, xong rồi em tắt. Xong rồi em rút sim ra thì em tắt luôn. Để coi vài ngày sau có trả lời lại hay không. Trong suốt chiêu. Mấy ngày bà chơi chiêu đó. Mới lớp 9, lớp 10 gì đó. Dễ sợ chưa? Không, em mới bỏ sim vào. Là em thấy lại tin nhắn là My beautiful angel gì đó. Giống như là giống như là em sao rồi, sao dạo này không mấy hôm nay không thấy. Không, thật ra thì lúc đó em trả lời là tại vì điện thoại em hết tiền. Em không sĩ diện á, đúng rồi chị, là thì em mới bảo là em hết tiền, em đợi tới ngày khuyến mãi gấp đôi nạp cạn thì em mới nạp vào để em nhắn. Vừa nhắn xong 5 phút là em thấy điện thoại của em có tiền vào, có 50.000 rồi đó. Nạp 50.000 vào là ảnh nạp vô cho em. Cái giai đoạn đó có khi nào bị phụ huynh bắt gặp không? Tại vì ảnh hồi xưa anh quen em á, là giống như ảnh chăm như là chăm con vậy á. Dạ, sáng ảnh đưa em đi học, rồi chiều ảnh đưa em về. Tại vì hồi đó em đi học rất là xa. Nhà em ở dưới khu công nghiệp Bông Chen á. Anh Thụ biết chỗ đó không? Biết ở Bình Chánh. Ở Bình Chánh. Nhưng mà em đi học là em học ở quận Nhất Vincom Đồng Khởi á. Trời, sao sai dữ vậy? Dạ, thì một lần em đi là 45-50 phút. Học gì? Học trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Trường chuyên Trần Đại Nghĩa thì đúng rồi, gần Vincom. Dạ, đối diện Vincom. Dạ. Thì em đi từ đó đi lên đó học thì anh thấy tội quá, thì em nói thôi để anh chở em đi. Thì em mới hẹn ở một cái chỗ bán cơm sườn đó, rồi ngày nào cũng mua cơm cho em ăn cơm xong rồi ăn cơm sườn xong rồi đi đó. Dạ, ăn cơm xong rồi đi. Nhưng mà mỗi lần mà anh chở đi như vậy á, đến trường á mà các bạn bè gặp á, dạ đó, thì em có một cái rất là mắc cười. Tại vì hồi xưa là có người yêu như em trong cái giai đoạn đó là rất là sớm và rất là kỳ cục. Do là bạn của em mà học ở trường chuyên thì mấy bạn khờ lắm, mấy bạn ngây thơ lắm. Mà mấy bạn thấy em giống như có người yêu, giống như là em có chồng tới nơi vậy á, nó kỳ lắm. Sinh vật lạ. Dạ đúng rồi, sinh vật lạ. Cái này là giấu hả? Dạ thì em cũng không có nói, nhưng mà em cũng, mấy bạn cũng biết. Thì có một cái câu hỏi của bạn em không biết nên vui hay nên buồn. Đó là bạn em vô tình thấy anh Khải là chở em đi về, thì mới đi ngang qua. Thì hôm sau bạn nói là ê hôm qua tao thấy ba mày chở mày về á, công nhận ba mày đẹp trai ghê luôn. Tin quá vậy. Dạ. Là em không biết. Rồi bạn ứng sao? Thì em lơ luôn. Xịt keo. Không phải, tại vì lúc đó là Khải hơn 9 tuổi lận. Dạ, hơn 9 tuổi. Gần một thập kỷ đó chứ không có giỡn đâu. Anh hồi xưa nhìn còn già hơn bây giờ nữa chị. Dạ. Như vậy là lúc đó là khi mà Khải làm là Khải làm liền về cái thẩm mỹ chưa, hay là Khải làm bác sĩ? Dạ, lúc đó vẫn còn là bác sĩ. Dạ, đang bác sĩ khám bệnh. Dạ, chưa có học chuyên khoa. Chưa qua thẩm mỹ đúng không? Dạ, chưa. Bao lâu thì mới là qua chuyển qua cái sau 3 năm á, lúc mà cổ bắt đầu chuẩn bị mà thi đại học á thì em đi Mỹ thời gian. Rồi sau em về em làm bác sĩ thẩm mỹ. Dạ. Rồi mỗi lần mà chồng làm về những cái ví dụ như là làm, tại vì thường thẩm mỹ là mấy cô đi làm đẹp thôi đúng không? Dạ. Rồi ghen không? Em thì chứ. Em thì cái giai đoạn mà khó khăn nhất của hai đứa em á, em nghĩ là cái giai đoạn mà ảnh bắt đầu ảnh đi làm, xong rồi em bắt đầu em đi học đại học. Thì từ cấp 3 lên đại học á là cái môi trường nó hoàn toàn khác luôn, như là đang dính nhau như sam vậy á, rồi chở đi chở về liên tục. Thì tự nhiên bắt đầu đi làm là bắt đầu thay đổi chị, thì nó sẽ có những cái mối quan hệ khác ở đồng nghiệp này, thấy đồng nghiệp hấp dẫn lắm rồi đi ăn đi chơi đi nhậu đi liên hoan suốt. Ở trong khoa của ảnh á, là khoa ở trong bệnh viện á, thì sẽ có nhiều cô điều dưỡng y tá rồi này kia, thì em cũng họ nổi tiếng là cũng thuộc dạng ghen á. Thì có một hôm em vào em xách cơm vào cho, nhưng mà em gọi điện thoại hoài không bắt máy, trắng tinh hoài không trả lời luôn. Em xách hộp cơm lên tới tận khoa luôn thì em thấy là đang ngồi cắm bông cắm hoa với cái cô nào á, chứ không phải là đang làm việc. Xong em thả bịch cơm xuống ngay cái giữa cái khoa đó rồi em bỏ về luôn. Thì thành ra mặt đó. Dạ giống như dằn mặt vậy á, chứ bây giờ em tức quá mà. Sau đó bị dằn một cái gầu mên xuống, xong lúc đó là em có linh cảm là chuyện nó sắp tới rồi không? Dạ, cái đó gặp hoài giống vậy. Anh không thèm mà chạy, chứ mà mình nghĩ mình bỏ xuống đúng không? Vì giống như trong phim là phải chạy theo rồi nắm tay lại hay là rồi em ơi anh không phải vậy đâu. Không. Ảnh ngồi trong đó rồi em đi về, rồi em về luôn. Không hề nhắn tin, không hề gọi điện lại, cũng không ấy luôn. Dạ em thấy cái chuyện bình thường. Dạ không, cái chuyện này em thấy cũng bình thường, thì mình nghĩ là không có gì hết. Coi như tụi em yêu nhau là mấy năm thì lấy ta? Yêu nhau 7 năm.
Wow. Từ 2010 tới 2016. 16, cuối 2016. Dạ. Cưới nhau tới giờ rồi. Con này có dạ, xong rồi học năm 3 là cưới á. Là được mấy năm rồi? Cưới nhau từ 2016 đến bây giờ 2023. Đó là 77 là 14 năm. Dạ. Và từ yêu cho đến từ yêu nhau cho đến bây giờ là 14 năm. Bây giờ mình tới cái phần kia luôn đi. Cái phần đúng rồi. 14 năm với nhau, đúng không? Chắc không có tật xấu gì đâu chị ơi. Với lại là bác sĩ nữa làm sao có tật xấu. Thì phải hỏi người ta mới biết. Đây này, bây giờ để hỏi Khải trước. Dạ. Nãy giờ bác Khải là hơi bị kiệm lời. Là em kể luôn cái tật xấu của vợ em đi. Có cái tật gì mà em cảm thấy em chưa hài lòng nè? Thứ nhất là hay quên. Đã đi trễ, đưa con đi học trễ rồi. Em hỏi là cái thẻ để, tại vì vô trường nó phải có cái thẻ phụ huynh mới đi vô được, đưa được. Hỏi là em ơi cái thẻ này ở dưới xe phải không? Em nói có, dạ có. Nhưng mà khi mà xuống xe xong đi á, gần nửa đường hỏi thì nói là ủa thẻ đâu em? Cái nói em kiếm lại thử coi, để trên nhà không có đưa cho em. Nên là tại cái chuyện đó mình bức xúc lắm, mình tức. Mà hỏi cổ nói thì cổ lại trả lời dạ, nói là thì quên thì vô trường mà mượn đi chứ có gì đâu. Quên còn ngang ngược nữa. Dạ. Đúng không? Còn có tật gì nữa không? Cái gì nữa nè? Nói chung là cổ lúc nào cũng ráng phải làm quá sức mình, nên là cũng muốn là cổ bớt lại. Dạ vợ em bớt lại một chút. Vì làm quá sức, đôi khi mình vượt quá sức của mình thì nó có nghĩa là làm quá sức không biết quý trọng sức khỏe đúng không? Dạ. Bây giờ còn ghen không? Bây giờ thì em chỉ có sáng tới bệnh viện xong chiều về thì mọi cái camera ở bệnh viện đều mắt sống đều đi cái là báo vô tin tin. Có nghĩa là kiểm soát em từ bệnh viện cho tới tới nhà luôn đúng không? Dạ. Dạ. Không phải làm cái gì hoặc là có bệnh nhân nào vào xin nắm tay chụp hình với bác sĩ là tụi nó nhắn cho em liền. 30 giây sau là thấy nhắn lại nữa. Nắm tay rồi ha. Đó. Có nhà em ơi, bước ra khỏi nhà là định vị rồi. Điện thoại là bị định vị rồi. Vô tới bệnh viện là camera. Camera treo và camera thả đi bệnh viện luôn. Em nói luôn đi, giờ em muốn thay, muốn bạn vợ thay đổi cái gì? Dạ thì nói chung để cho hoàn thiện hơn. Nói chung những cái, trong những cái mà thật xấu mà mình nghĩ thì hay quên thì cũng không có phải là vấn đề lớn. Nhưng mà cái chuyện nổi nóng với con thì đôi khi không có giữ được bình tĩnh á. Hay là đôi khi những cái lời nói nặng với con lại dạ, đúng không? Thấy con nó buồn. Mà hỏi lại con có buồn không, nó không, con thương mẹ lắm. Nhưng mà mình cũng đã là đôi khi lời nói mà nói ra thì không có rút lại được, nên là đôi khi phải kiềm chế bớt, kiềm chế và kiểm soát lời nói với con rồi. Thì với con mình nó buồn rồi, tới bé mẹ ba con đó. Nghe nói là anh chị đã biết là anh rất là thương con rồi đúng không? Chồng em á thì được một cái là từ lúc đó, từ lúc quen tới giờ em cảm thấy là em không có một cái phần này gì với ảnh hết. Mà lúc nào ảnh cũng tự tin là ảnh là cái người mà hiểu em nhất và ảnh là cái người phù hợp với em nhất. Kiểu như nhiều lúc cãi nhau á, ảnh bảo là em đi kiếm thì không có cái thằng nào mà nó chịu đựng nổi em như anh đâu. Chỉ có cái là thương con hơn thương em. Mà em luôn nói á là anh ơi, cái người mà sau này về già ở với anh là em chứ không phải là mấy đứa con của anh đâu. Mà anh thương nó quá. Vì nhiều khi hai vợ chồng á nha, em đã mang thai nè, rồi em đã sinh con này, cũng không được nằm chồng với chồng nhiều, không được gần gũi nhiều. Mà ảnh nằm với em được một chút á là bỏ chạy qua bên phòng hai ba đứa nó ngủ với ba đứa nó. Rồi em tự nhiên nó giật mình mở mắt ra nhìn không thấy đâu hết. Mà đêm nào cũng vậy hết trơn á. Nằm với vợ một xíu. Bỏ vợ ngủ một mình. Mong muốn luôn. Thật là mong muốn của em á là anh sẽ phải thương em nhiều. Và phải thể hiện tình cảm với vợ nhiều. Tại vì tình cảm là nó phải mỗi ngày đúng không chị? Chứ đâu phải là cứ cưới nhau về rồi là xem như là của nhau đâu. Nếu như mà tình cảm mà nó bớt đi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều thứ. Thì ảnh thương con quá, không quan tâm gì tới em hết. Nên là đôi lúc em cũng ghen với mấy đứa con em. Bây giờ em không ghen với người ngoài được nữa. Bây giờ nói thẳng luôn em là ghen mong với muốn mấy đứa con em. Tức là mong muốn là đừng có bỏ em ngủ một mình nữa. Dạ. Đúng không? Phải quan tâm em nhiều hơn. Với phụ nữ thì cần phải được gọi là yêu thương, chăm sóc, cái sự quan tâm mà tinh thần. Em không cần cái gì hết. Đó. Dạ. Câu đó là câu trả lời lý do tại sao mà hay cáu gắt nổi điên với mấy đứa con đó. Dạ. Ghen đó em. Ghen đó. Ghen với con luôn á. Quá chính xác đó, luôn đó. Đúng không em? Quá chính xác đó. Chị lưu ý chút xíu về cái bạn vợ nói á. Nói đúng em. Dạ. Tại giờ tụi nó còn nhỏ, mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ. Dạ. Thành ra là cái nhu cầu mà mình được bảo vệ á, nó còn nhiều quá trong người mình á. Cho nên là mình lúc nào mình cũng muốn là mình ấp ủ, mình bảo vệ cho con á. Dạ. Nhưng mà khi mà đúng rồi, em lớn lên chút xíu, em bằng chị đi. Thì lúc đó là lời của bạn vợ em nói hoàn toàn chính xác. Khi mà con em bắt đầu có bạn á, bạn trai hoặc bạn gái, lúc đó là lúc nào nó muốn phòng riêng nè, nó muốn mọi thứ, đừng có can thiệp gì vô chuyện của nó hết trơn á.
nó rất là nhanh thôi, nó giống như 180 độ vậy đó. Và tiếp tục như vậy thì lúc đó mình sẽ cảm thấy rằng ô đúng, cái người mà sẽ đồng hành với mình cho đến lúc mà mình nhắm mắt xuôi tay là chỉ có vợ hoặc chồng của mình thôi. À, xin chào hai bạn. Chà, nhìn cái cà vạt màu đỏ là thấy là hôm nay sẽ là một cái câu chuyện rất là thú vị, rất là rôm rã. Xin quý vị cho một tràng hoa tay đón chào trong bên trong này. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Văn Thái, năm nay em 35 tuổi, làm công việc về nhân sự. Còn em? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phan Thị Vân Nguyên, hiện tại em 32 tuổi. Em đang làm về bên mảng đào tạo. Đào tạo? Dạ. Cái lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau tụi em thì cách đây là cũng khoảng 7 năm. Lúc đó em đang làm cán bộ coi thi. Còn vợ em thì là một cái thí sinh đi thi. Thì vợ em là cái người thi ca cuối cùng. Mà nhiều tội lắm. Dạ, tội thứ nhất là đi trễ. Người ta bắt đầu thi được đâu đó khoảng 20 phút rồi mình mới vào. Tội thứ hai là không đúng một quy định. Nghĩa là cái ngân hàng đó là họ có cái quy định về mặc đồng phục. Nhưng mà vợ em thì lại hôm bữa đó là đi tiếp khách hàng bên ngoài, cho nên là mặc áo vest với lại quần tây bình thường thôi, chứ không mặc đúng đồng phục của ngân hàng. Thì vào thì em cũng cho thi. Thi xong rồi mắc lên tội thứ ba nữa, mà về sớm. Đi trễ mà về sớm. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà nếu mà làm bài xong xuôi thì được quyền về sớm chưa? Dạ thì về sớm cũng được anh, nhưng mà thấy có vẻ như là không có toàn tâm toàn ý lắm cho cái kỳ thi đó. Có nghĩa là ngay thời điểm đó bạn này tạo một cái ấn tượng không được tốt lắm trong đôi mắt của chồng. Dạ thì đến khi mà đi xuống dưới để lấy xe đi về thì em cũng lại vô tình gặp lại bạn này. Thì mắc thêm cái tội nữa là tội coi thường người khác. Em hỏi rằng là em ơi, lúc nãy em thi có được không? Thì em đứng em nói chuyện vậy mà em bên đây nè, mà giờ em nhìn bên đây trả lời nè. Cái thái độ được lắm luôn á, em thích lắm luôn á. Dạ, bốn cái ấn tượng luôn. Nhưng mà cái lúc đó là em không thèm để ý tới bạn này hay sao? Hay lúc đó hay là em đang nhìn về một cái gì đó? Dạ, theo như trí nhớ của em thì em nói là em có nhìn em trả lời mà chắc là còn, nhưng mà ảnh cứ một hai là em không nhìn, cho nên là thôi cuối cùng em cũng biết là em có nhìn hay không. Mà lúc đó em có ấn tượng gì với anh này không? Dạ không, tại vì thi với một tâm trạng được không được thôi. Dạ, cái thứ hai nữa là ảnh làm nhân sự mà em không thích những người làm nhân sự. Mấy người làm nhân sự ghê lắm. Dạ, cho nên em không thích. Cuối cùng thì cái kỳ thi đó em có đạt được kết quả không? Cái này thì bắt đầu là chuyện tội lỗi do em. Em là người đánh rớt vợ em. Cái bài của cổ là có đạt kết quả hay không? Kết quả thì cũng đạt á, nhưng mà lấy từ trên xuống thì cổ không đạt. Nhưng mà thêm có một cái nữa là tụi em có thêm cái nhận xét á về cái thái độ cũng như cái phong thái của tác phong. Tác phong là em thấy là bạn này rớt không được rớt là rồi. Rớt 4 cái điểm kia đúng không? Rớt 4 cái điểm. Dạ đúng rồi, như là đánh fail cổ. Dạ đúng rồi, em là người đánh rớt. Em ghim sau này nói em mới ghim biết chưa, em không biết đâu có biết đâu biết dạ, không biết gì hết. Nói chung là sau đó khoảng 3-4 năm sau khi gặp lại là kể ra thì em mới biết. Em nói trời, anh không cho em mà gọi là con đường thăng tiến gì cả. Rồi xong cái sự cố nào mà 3 năm sau á là tụi em gặp lại nhau để rồi là kết nối, kết dính lại với nhau? Dạ, thì sau đó thì duyên số rung rủ thì em về công tác chung với đơn vị của bạn này. Và sếp sau thì em gọi kế bạn này luôn. Thì cái khất để mà em chuyển đổi từ một cô gái em không có ấn tượng tốt á thành có ấn tượng tốt á là em quan sát những cái mà bạn này, bạn chăm sóc cho cái cô bạn đồng nghiệp của bạn. Rồi những cái bữa mà cổ tự tổ chức nấu ăn cho đơn vị và cổ đứng ra cổ nhận cái nhiệm vụ là cổ nấu. Thì cổ nấu ăn ngon mà em thích ăn ngon. Sau đó em mới để ý. Sau đó em để ý em xem coi tính cách cổ làm sao, cư xử với mọi người như thế nào, cách cổ sắp xếp cái bàn làm việc của cổ, của tổ chức đời sống cổ như thế nào là em quan sát. Đúng người làm tuyển dụng nhân sự à. Thì sau đó cái em mới đặt ra một cái tình huống cho cổ. Thì cũng nhân một ngày thứ bảy tụi em đi làm vậy đó, thì em mới gài cổ với lại gài thêm cái chị sếp thời điểm đó vô nữa để mới nói với cho bạn này ghi ra là những cái tiêu chí bạn này thích về người đàn ông của bạn này. Thì em là người cầm chấp bút em ghi cái bản luôn mà để em cố gắng để em khai thác xem coi là cái quan niệm về hôn nhân, về cái hình mẫu người đàn ông mà này kỳ vọng như thế nào thì nó phù hợp với em không, và cái tương quan cuộc sống nó có phù hợp không. Thì khi mà em gọi em liệt kê ra đó, em nói ok em cũng phát khỏi tay anh đâu. Tức là khi mà em đã biết cái quan điểm của cô này rồi thì em cảm thấy đó đúng là người của em rồi đúng không? Dạ. Thì khi đó thấy mình trong đó. Dạ đúng rồi. Thì đó bắt đầu em mới tạo ra những cái tình huống thôi.
Ví dụ như tối em rủ đi uống cà phê, rồi đi dạo Sài Gòn đêm. Rồi bạn này cũng thích nghe nhạc, người thích khiêu vũ mà. Thì em cũng rủ đi hai end cà phê, cũng ngồi chơi nước dưới nến, rồi nghe nhạc, rồi tôi em là người bị tâm sự. Sao mà không chết chứ vậy? Em là người bị hại. Sao mà không chết được? Mình trưởng thành rồi mình hại nhau chứ sao lại không? Bảo là em là người bị hại được. Ừ, rồi cái quan điểm của em về cái chuyện mà lập gia đình á, nó như thế nào? Dạ. Tức là nó có căn cơ, nó có phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia như trong cái óc tưởng tượng của em không? Hay là kệ, cứ cưới rồi muốn tới đâu tới? Dạ, thì quan điểm của em luôn á, thì người đàn ông đó thứ nhất là cao hơn em một cái đầu, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rồi, rồi, đúng luôn. Rồi, sao nữa? Dạ. Cái thứ hai nữa là em có hay nói với chồng em, người đàn ông mà em muốn lấy làm chồng sau này á, đừng bao giờ nói với em rằng là à, anh về muộn bởi vì anh phải đi làm để kiếm tiền, để thế này, để thế kia. Em không cần chồng em là phải chức vụ cao sang, là giỏi giang hay là như thế nào cả. Mà chỉ cần làm sao là cứ như biết đủ là vừa. Nhưng mà cái đó nó có giống như là cái sự giao kèo của tụi em trước khi lấy nhau không? Thực ra em thì có bộc lộ với nhau trước khi đó cưới không? Dạ, tụi em nói hết tất cả những quan điểm của mình, suy nghĩ như sao. Nói chung là nói tần tật mọi thứ. Chia sẻ nhiều khi giống như là ảnh đi ngoài đường xanh khoác vai em, xong em nói ủa sao anh khoác vai em giống như cái thằng đàn ông vậy? Tụi em rất là thẳng thắn với nhau. Nhưng mà tụi em có những buổi tụi em nói thẳng với nhau nghe những câu chuyện là quá khứ như thế nào, quan điểm là làm sao, cuộc sống thì chúng ta cần điều gì. Và bây giờ cũng như vậy luôn. Dạ, dạ, đúng rồi. Ừ. Có em bé chưa? Dạ, 18 tháng. 18 tháng. 18 tháng đúng không? Sau khi có em bé rồi cũng vẫn là như vậy. Dạ đúng rồi. Nó dạ, tên chị biết nó tên chị ở nhà là tên là cà phê á. Cà phê. Tại vì hai đứa đi cà phê hoài. Dạ, đúng rồi. Bởi vì chính xác là qua những cái buổi tụi em uống cà phê thì tụi em mới tìm thấy nhau và tụi em rõ hơn về cuộc sống là cần có nhau. Dạ. Rồi trong lúc mà vợ em có bầu, dạ, rồi vợ em sanh con á, dạ, thì em có ở sát bên cạnh vợ. Cái này thôi chị hỏi vợ em. Có không em? Có gì cảm giác? Dạ, dạ. Lúc mà em có bầu thực sự rằng là ảnh tâm lý. Em cứ nhớ mãi cái hôm mà em bắt đầu em có dấu hiệu có baby á, nhưng mà em không nghĩ là mình có baby, nhưng mà ảnh là người nói có bầu á. Cái xong rồi em đi mua que thử, mẹ mua lần 3 que để trừ hao. Xong rồi em vô em thử xong cái đi ra, người ta khi mà nói như lần đầu được làm mẹ ta sẽ hét toáng lên vui mừng. Em thử xong từ nhà vệ sinh em ra em đi khép nếp vô em im không nói gì hết. Xong ảnh nói sao, anh nói đúng rồi đúng không, là như vậy. Tức là ảnh rất là tinh tế trong cái chuyện đó. Xong rồi trong khoảng thời gian em mang bầu thực tối nào luôn ảnh cũng bóp chân cho em. Dạ. Cho nên là lúc mà em mang thai cà phê là em không có bị đau chân hay là nhức mỏi hay là em rất hạnh phúc đúng không? Em không bao giờ cảm giác bị cô đơn, bị tủi thân hay bị chạnh lòng vì chồng không có để tâm tới mình. Đúng không? Rồi lúc sanh thì sao? Em đưa vợ em đi sanh. Dạ đúng rồi. Em có chứng kiến vợ em sanh không? Dạ em không có chứng kiến, em ở ngoài vậy. Ở ngoài, nhưng mà sau khi sanh xong rồi em có chứng kiến vợ em chăm con, vợ em cực khổ như thế nào, em có chứng kiến hết không? Dạ cái này tụi em nghĩ thôi để vợ em kể tiếp. Cho nó khách quan. Nhưng mà em nói thì đâu có gì đâu khách quan. Dạ, lúc mà em chuẩn bị đi sanh đó là vì em là quan điểm của em là em muốn sanh thường. Em có nói chồng em là thôi mình sinh từ vũ nên là anh đăng ký vô sinh gia đình đi. Chồng em nói thôi bỏ, tại vì chồng em sợ thấy máu là sợ. Cho nên là nhưng mà cũng trộm vía là em sinh cũng rất là nhanh và không có đau nhiều. Mà chị muốn hỏi là sau khi vợ sanh rồi á, em có trực tiếp chăm sóc em bé hay không? Dạ có chị. Thì em thấy sao? Ví dụ như là tối hôm qua em thức với nó từ 10 giờ cho đến 4 rưỡi sáng. Em có cảm thấy muốn có con nữa không? Không, cái này các em cũng nói thiệt luôn. Em với vợ em hồi xưa á là tụi em hay nói vui với nhau á. Giờ mình có cà phê rồi. Bữa nào mình kiếm cà phê sữa đá đi. Mình kiếm cà phê sữa đá xong mình kiếm thêm tô mì gói nữa. Tại vì những món cho bánh ăn. Đó, mới đủ bộ. Dạ. Nhưng mà sau cái đợt cà phê ra đời thật ra thì còn cháu cũng may mắn là cháu cũng khỏe mạnh. Và vợ em sanh thì cũng rất là dễ. Nhưng mà cái khoảng khắc á mà em chờ ở cái phòng chờ ở Từ Vũ em ngồi em coi từng cái bảng nhảy lên là thai phụ này lưu thai gì đó, đối với em là một cái trải nghiệm mà em thật sự em không muốn vợ em trải qua lần thứ hai. Mà cái vấn đề nữa là vợ em sau khi sinh xong á chị, thật sự là có những cái về khớp đầu gối nè. Tại giờ thi thoảng em vẫn đang bóp chân như vợ em những cái những cái chuyện như vậy. Thì đau khớp đầu gối rồi như là cái thể trạng của vợ em á nó xuống hẳn so với lại trước khi sinh. Dạ. Rồi răng thì cũng không còn được như trước nữa. Thì cái này là cái mà em nghĩ là muốn con thì cũng muốn á. Tại vợ em ngày xưa từng nói với em cũng muốn sinh ít nhất là 3 đứa. Em nói ok, nhà đông con cũng tốt. Quan trọng thì có điều kiện và có khả năng để nuôi thôi. Ví dụ vậy. Nhưng bây giờ thì em muốn. Nhưng mà bây giờ là chắc cà phê đủ rồi chị. Uống cà phê nhưng là không nghĩ là sẽ có thêm nữa hả? Tại vì em thấy thương vợ quá đúng không? Dạ. Em thấy tội cho vợ quá. Tại vì em thấy thật sự mà nói á, là con cái quan trọng không phải ít hay nhiều. Mà vấn đề là mình chăm sóc và mình nuôi cháu sau này nó trưởng thành và đóng góp cho cuộc sống như thế nào. Cái thứ hai nó sống lên người được rồi. Mà có nghĩ là nó một mình nó cô đơn không? Dạ, em có một mà. Em có một mà. Thật ra em biết sao không? Chị cảm giác như vậy nè.
cái cách của các bạn là nó lại nửa Việt Nam mà nó lại nửa nước ngoài, thì tôi thấy là cái cách sống của hai bạn rất là hay. Dạ, đúng rồi. Và nếu những bạn trẻ nào mà mình chuẩn bị lấy nhau á, mình nên tham khảo ở cái cặp này đó. Chính vì vậy mà nãy giờ chị muốn hỏi dạ. tới là vì lý do như vậy. Dạ. Đó thì rất cảm ơn hai em, bởi vì chị nghĩ rằng chắc là cuộc sống của em sẽ rất là hạnh phúc và tụi em sẽ không có cái chuyện mà đi đến cái xung đột mà đến cái mức mà con cái nó phải mệt mỏi vì mình, hoặc là tự bản thân giỡn mình sẽ mệt mỏi vì nhau. Giỡn là không, cái đó, điều đó chị chắc chắn, bởi vì họ đã giao ước, họ đã tìm hiểu nhau tận cùng rồi về tất cả mọi thứ. Đó thì thôi, giờ đó là chị cảm ơn trước rồi, bây giờ mình chuyển qua cái khác nữa nè. Sau khi lấy nhau, sau khi cưới rồi đã ngồi nói chuyện với nhau hết rồi thì chắc chắn là đã quá hiểu về nhau rồi. Dạ. Cho nên là có tật xấu gì hả? Dạ có chứ, ai mà không có tật xấu đâu. Ví dụ dạ tật xấu của em là nói chuyện cái gì cũng vậy không chị, là phải có mở bài, thân bài, kết luận. Mà em á, em thích cái gì đi thẳng vấn đề. Giờ muốn A nói A đi. Mà giờ em phải cho vợ em trình bày. Không cho vợ em trình bày là không được. Vô thẳng trung tâm. Còn cái gì xấu nữa không? Dạ em đối với em á chị, có nhiều thì em không dám nói vợ em 100 điểm. Nhưng mà em rất là hài lòng với cuộc hôn nhân này. Rất là hài lòng với người, với lại người vợ của em. Với người vợ này, có nghĩa là vợ em chỉ một cái chút xíu là hơi diễn giải nhiều thôi. Còn những cái điểm khác của vợ em á, thì thật ra là em nghĩ cuộc sống tụi em, như tụi em nói chuyện với nhau ban đầu á, có những cái tụi em chưa khớp với nhau thì tụi em sẽ tìm cách để mà dung hòa. Tại vì tụi em thật ra bản chất á, cá tính em cũng mạnh, mà cá tính vợ em cũng chẳng vừa gì. Chính vì như thế cho nên là tụi em có một cái điểm dừng kỹ thuật khi mà tụi em trao đổi với nhau bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần hai đứa nhìn đối diện nhau mà thấy bên nào á mà có vẻ như là đi chuẩn bị vượt cái ngưỡng về mặt cảm xúc á là bên kia điều tiết lại. Điều tiết lại liền. Dạ, đúng thế rồi. Còn mình ông xã em thì có tật xấu gì? Dạ ngoài trừ những cái tốt ra thì nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn luôn á. Em nói đùa vậy thôi chứ thực ra đến thời điểm này chồng em là một người tinh tế và ảnh là người sống hướng về gia đình, đó là điều em cần nhất. Dạ. Nhưng mà hút thuốc lá, mê game, ảnh mê công việc quá. Thực ra cái đó là điều tốt, nhưng mà nhiều khi em cứ hay nói vui à, một ngày 24 tiếng á, mà nhiều khi em với anh gặp nhau hả, nói chuyện không được nhiều. Thì cho nên là những cái điểm mà em mong muốn chồng em gọi là, từ cái này không phải lên đây em mới nói, mà em nói hoài ngày nào em cũng nói. Nói chung là nói tóm lại là vậy, muốn chồng em sao đó chị. Nó mong muốn thay đổi luôn đó. Bây giờ vô trung tâm, vô trung tâm liền luôn nè. Bớt hút thuốc, bớt mê game và vô toilet nhanh tí. Vô trong toilet chơi game đó, vô trong đó lén vợ chơi game đó. Dạ không, tại vì phải em lén nữa, cái đó là em công khai mà. Hay là vừa hút thuốc vừa chơi game anh biết. Dạ, hồi đúng xưa rồi đó. Hồi xưa dạ hồi xưa mà em còn quen là bạn á, em nói hẳn luôn mà, em kể luôn cả cái chuyện mà hồi xưa mẹ em từng nói với em á, thôi mốt khi nào xây con kệ sách á bỏ ở trong nhà vệ sinh luôn, con chồng ngồi đọc. Quan điểm của em á đó là cái khoảng thời gian để em tỉnh lại. Và em dùng cái khoảng thời gian đó để mà em suy nghĩ lại một cái ngày vừa qua đã trải qua những cái gì. Mình gặp rất là nhiều những cặp vợ chồng mà họ có những cái quan điểm sống rất là thú vị. Thực sự là tụi chị tiếp xúc rất là nhiều rồi. Nhưng mà vợ chồng tụi em là một trong những cặp vợ chồng mà gần như nó là một cái cặp vợ chồng mẫu á, để mà các bạn trẻ có thể tham khảo cái cách sống của hai bạn này. Tức là Tây thì không phải là Tây hẳn, nhưng mà ta thì cũng không phải là ta hẳn. Các bạn biết mix lại á, tổng hợp lại hai cái cách sống như vậy để mà điều tiết cái cuộc sống của gia đình mình nó hoàn hảo nhất. Thì chị thấy là cái điều đó nó quá tốt rồi. Tụi chị khuyên thì là không còn gì để khuyên tụi em nữa. Mà chị biết là chúc hai em á, là cứ giữ vững được cái hạnh phúc như thế này mãi mãi. Và mong rằng khi tụi em giáo dục con của mình á, các con nó cũng sẽ lĩnh hội được cái cách sống của tụi em. Bởi vì chị thấy là vợ chồng tụi em có một cuộc sống gia đình rất là văn minh, mà tụi chị rất là thích cái điều đó. Ha Bin ha, em công nhận không? Đó, ngay cả cái chuyện mà em không muốn cho vợ em có thêm đứa con nữa là bởi vì ảnh hưởng sức khỏe và cái sự mà cực khổ của vợ em, chị cũng rất là thích luôn. Cho nên là thôi, chả biết nói gì hơn là chúc tụi em hạnh phúc thôi. Cảm ơn Trung hiền hậu đúng không? Rồi, xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào Quốc Thuận. Chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Chị đi. Chào quý anh chị đi. Anh chị đi. Nên tin nha. Anh chị đi. Rồi. Nói trở lại. Rồi bây giờ sao? Có cơ hội hợp gì không? Không có. Chào chú Thuận. Chào chị Hồng Vân. Rồi em ngồi đi. Cứ thoải mái. Rồi. Sao em tên gì? Tên Mai Văn Trung. Quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ở Trung. Bình Định. Trung Bình Định. Mới vô luôn. Mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Hai chồng luôn.
Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi một xíu à? Đi xíu hả? Dạ. Chào mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Huy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Dạ. À, 21 tuổi thôi á hả? Dạ. Trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Dạ. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Dạ. Đoán nữa, đây đánh tài xế. Dạ. Tài xế. Tài xế chắc là đi đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc, rồi về gặp một cô bé giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Không có, là mai. Là mai. Là mai. Dính đâu, không dính. Là mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được. Chị phải dẫn đi là mai. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi, yeah, cái câu chuyện là mai đó như thế nào nè. Yeah. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp, thật đẹp của mình được không? Đó, rồi. Yeah. Câu chuyện là mai sao nè? Chị ở nhà với kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Không, cố gắng kia này. Thôi chị đi ra ngoài đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà mình nhé. Được. Vậy đó hả? Yeah, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, yeah, nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Dạ. Yeah. Thế cũng được. Chứ sao được, yeah, quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Yeah. Có rụt rè không nói chuyện hay là nhìn mình? Ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Bực mình lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì? Hả Huy? Lên xuống làm gì? Tại em cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em đọc em thấy sao? Dạ, gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hủ, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi, anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy, thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À, thấy cái mông to à? Dạ. Một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy. Dạ, khoái. Khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là cái bờ mông với tấm lưng là... Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi. Xây một vòng cho anh coi. Xây ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi, quay ra đây coi, quay ra, quay qua đấy, quay ra. Giờ teo rồi. Giờ teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, trăm bảy tháng trăm con ta sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? À. Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Ờ, mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Mình nên chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Làm duyên. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương. Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó về rồi về đêm sâu ra tiếp. Ra tiếp nữa. Dạ. Là sao là sao? Em nói chậm thôi. Tức là đêm sâu ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Dạ, ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không là sáng vô nói chuyện mình luôn. Đu đi Uber. Xin ba mẹ đi Uber. À, cái gì? Là có nghĩa là uống cà phê. Đi uống cà phê. Dạ. Đi uống cà phê. Cứ qua nhà là rủ uống cà phê rồi đi uống cà phê. Đi dạ. Uống cà phê. Ừ, rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là dạ. Là cách đó cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày hả? Một ngày. Là bữa sau ngày hôm sau là đi uống cà phê. Là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào mà hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi hai tụi bay đi. Là cũng đi ngày riêng. Hôm đó luôn, dạ. Ngày sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. À. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà đi là ông anh bảo kê. Ghê. Rồi dạ. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về dạ, hai đứa. Dạ, hai đứa. Giới chuyện. Hai đứa vô quán. Giới chuyện. Dạ. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao với mồ côi với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không dạ. Giống ông trước. Ờ không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay. Nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Ờ cho tới ngày dạ. Cưới luôn. Dạ. Mà khi về là đùi ra đùi. Về à, khi về là đùi. Đi ra giữa đường á. À là cái là sao dạ. Cái bữa đó đâu? Sao cái bữa đó luôn. Là đùi luôn. Dạ. Dạ. Tức là đi đập. Bên xe mà đi chơi quen rồi là
ảnh ngồi trước, anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đuôi á. Đợi phía sau cái gì đúng không? Dạ, dạ. Lái xe xong rồi là dạ. Một tay đó, lái một tay đó. Đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không. Nhột mà thích chứ. Dạ. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn á. Đúng không? Dạ. Để luôn cứ đi tay lái rồi đi cầm tay rồi. Cứ là đùa vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà, chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Tới nhà. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Là ba mẹ chỉ cho tới 9 giờ là về được. Dạ. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng là đã đính hôn rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ, khoái quá. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ đeo trước đúng không? Hai bên gia đình thì sao? Ấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ cho hai đứa luôn. Dạ. Chị chịu đồng ý. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp mặt thực tế vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ. Cua bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Chầm mấy? Chậm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi riêng mà. Giờ cho xem một tấu gì đó là được. Mình có Zalo, mình mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không. Không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm lắm. Chậm. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết không, anh chậm hơn chứ là chồng mình là không biết lên. Nhiều à. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. À. Nói chung bây giờ người ta thực ra bây giờ người dễ ta gặp. Không, ai cái vô chat đó bấm vô cái nói được rồi. Dạ. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có chứ, có được. Đúng không? Đúng có, không? Mới dạ. Lô mới ngủ luôn. Ôi vậy đó. Mới chừng nào mình ngủ không? Nói chuyện xong ngủ luôn. Là con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dở buồn ngủ lắm, mà không gọi là khó ngủ lắm á. Nhớ đúng không? Nhưng mà dạ. Gọi điện là để cho ngủ đó. Hiểu gọi điện là ngủ có khoảng 3 phút là ngủ. Đó em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Dạ. Để, hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là. Đó chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á, hai đứa nhìn nhau. Nói thổi vậy mà cái bé nói là gì không? Gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó. Nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Là làm giọng. Như là quen hơi đó, quen như hơi. Quen hơi chồng, quen giọng, quen giọng á. Đó, nghe cái giọng. Thì giờ phải luyện à, chứ không luyện không được. Chồng thì lúc còn quen là ngày nào cũng qua cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á giỏi hơn. Là ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì giận. Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi tao đéo nghe. Thật thà. Thật thà dễ sao. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ mà em nổi điên lên là dạ. Chụp giận luôn. Tao không cần luôn. Tao giận. Dạ. Đó. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chết cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em dạ. Nhớ chuyện là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Trời ơi. Khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy sao? Sướng thấy không? Được bữa này gọi tới á, bữa nay này gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi, đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới vào khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không?
8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Thì hiểu. À hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Ờ cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui, ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Trưa ngày hôm sau nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Có người đám cưới lời không? Dạ cũng vừa đủ trang trải. Trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau mới. Nhưng mà sao chung? Dạ. Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết là anh là đầu tiên biết mà em cũng đầu tiên. Em là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ anh ơi. Ừ. Nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Không. Dạ không. Vậy hả? Không khóc vui quá rồi nghĩ không được. Hả? Hả? Rồi bây giờ là cái như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chàng nói trước. Thật sự. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính lắm. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Nó bờ bộn. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Tỏng mắt lên. Tỏng mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút mình gì rồi lại. À, ra ngoài chút rồi mình gì à? Nóng tính mà. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ, đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bây giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ, chưa. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cất mà đi lụm cái khác nữa. Ừ. Đâu, em đem cất. Ừ. À. Cái này chưa cất thì đã là dục cái khác rồi. Rồi, còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lại nợ quên. À, hay quên, hay quên. Dạ. Quên lắm. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đó con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ, em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24. 24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi coi. Này TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm tiếng kia bán thoại là làm ấy, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy đó hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó, uống bây giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Tháng rồi. Rồi bây giờ là còn em cái, ở nhà cái, làm cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Cũng được. Rồi giờ tới em đó. Ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà. Dạ không được, dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sẽ ăn là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu không nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều. Em uống bao sữa à? Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Dạ. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không để chỉ cho để chị chỉ tin chị đi. Có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi nha. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng anh cũng quét lát chậu quét mà. Đánh tật sẽ. Hay gươm lắm. Cứ quét là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Bỏ cái lườm thôi.
còn gì nữa? À, tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm, nói nhiều, với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó, anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Dạ. Rồi. Thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nó bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Dạ. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á, là chồng á. Dạ. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh nữa, em đã bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại mở em đi chơi. Chơi. Bỏ cái bao. Mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng căng nhiều lắm. Nhiều lắm ấy ạ. Căng à. Dạ, thằng có vậy quýnh lại không? Không. Sao quýnh được? Giờ sao quýnh đâu quýnh được đúng không? Giờ quýnh. Quýnh. Giờ giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có dạ. Ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều mà lúc ghen mà ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gươm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có, không có, không có. Ghen mà chối. Dạ. Rồi giờ không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á thì anh nói thằng nào à? Thằng nào? Thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi, ủa ghen hả? Anh cứ cho qua chuyện. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu có tật xấu. Đường ruột tốt, đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tự tưởng đang ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, liên thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó. Em khoái đó. Lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Không mà tiêu hóa tốt, hàng gì nó ốm. Dạ. Thiệt mà nó mới xả ra mới ốm được. Rồi bây giờ em mong muốn xã thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như là con của mình. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm ạ. Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lên vai mình, vai vợ. Cho nên phải nhiều... gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt rồi bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt chơi game. Lo việc nhà. Bớt chơi game lo việc nhà. Là kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ông định. Đừng bớt game. Chơi game quá không tốt. Nhiều khi mấy ông anh nhà nói chơi game đó. Đúng rồi đấy em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt à. Bị gì? Bị sỏi mắt à. Sỏi tức là mắt hột quá phải không? Dạ. Bị mắt hột quá đúng không? Dạ, nó cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắt hột bị cườm á phải không? Vậy thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Nghe em. Nay đi làm cũng không coi nữa. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có bé ạ. Được gần 3 tháng. Dạ. Ba 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 3 tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Ổn rồi. Bây giờ có một trò chơi ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á bắt chồng ngồi bắt đầu á, luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không? Mốt á, con mình đẻ ra bắt ổng dạy. Cho dạ. Mình đỡ cực. Hiểu? Dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm. Vừa phải cho bú, vừa phải chăm sóc thế này, này kia kia nọ rồi. Bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt. Dồn, bắt ổng. Hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia kia nọ. Đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị gì mà ấy điện thoại nhiều là nguy hiểm lắm á. Rất nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Bấm thổi luôn à. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ con vui. Dạ vâng ạ. Dạ.
dụ như anh giới thiệu, anh chị giới thiệu là à, mình tên là gì, em bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu thôi. Em tên là Trần Thị Thanh Trúc, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em 37 tuổi. Anh Tiến kìa. Anh là Trần Văn Tiến, đến quê ở Nam Định mà sinh sống, làm ăn sinh sống ở Sài Gòn đây. Rồi, không biết là hai anh chị là mình tự đăng ký tham gia chương trình hay là có ai đăng ký cho mình ha? Này là em tự đăng ký. Em tự đăng ký ạ. À? Rồi, thì không biết lúc nãy là hai bạn có bấm nút để tìm hiểu nhau không? Dạ có ạ. Dạ có ạ. Rồi, bây giờ hỏi chị Trúc trước nha. Trước khi đến chương trình và cho đến ngay lúc này thì chị thấy anh Tiến là có giống với cái tưởng tượng ban đầu của mình không? Dạ, có giống tưởng tượng ban đầu của em ạ. Phải bao nhiêu phần trăm? 100% ạ. Gì ghê vậy, 100% luôn hả? Rồi, còn anh Tiến thì sao? Thì em cũng qua phỏng vấn như vậy thì cũng biết một phần nên là cũng nhất trí ạ. Rồi, bây giờ anh Tiến hãy nói cho các bạn, cho bạn nữ nghe cũng như các bạn khán giả đang theo dõi nghe là điểm gì khiến anh ấn tượng nhất của chị Trúc ở lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt thì nhìn bạn gái thì cũng hiền, cũng giống em cũng hiền. Vâng, thì nhìn dễ thương, em cũng có ấn tượng, cái tiền là cũng có ấn tượng. Vâng. Rồi, còn chị Trúc thì sao? Chị Trúc thì cũng lần đầu tiên thì cũng thấy anh Tiến cũng dễ hiền, hiền đó. Ok, rồi bây giờ sẽ là những hỏi vui ha, cứ trả lời thoải mái thôi, đơn giản thôi, không có gì đâu mà mình có lo lắng quá, rồi không có gì. Okay. Rồi, ok. Nếu như ngày hôm nay hai bạn đã bấm nút để tìm hiểu nhau, thì nếu như có đám cưới thì hai bạn dự kiến trong bao lâu? Dạ, dự kiến em trong năm nay rồi. Còn chị Trúc thì sao? Chị Trúc cũng là trong năm nay luôn. Chốt luôn phải không? Dạ, chốt luôn. Ok, rồi ví dụ mà muốn cưới thì có mời không? Dạ, có ạ. Cứ nhớ gửi thiệp lên chương trình nha. Dạ. Ok, rồi nếu như mà sau này cưới nhau thì anh chị sẽ ở đây hay là sẽ về quê làm việc? Dạ, em làm việc ở đây ạ. Dạ, nhà em ở đây thì em làm việc ở đây. Vậy là hai chồng cưới xong ở đây luôn đúng không? Dạ. Rồi, nếu được đi du lịch thì chị Trúc sẽ thích đi du lịch ở đâu? Đi trong nước. Đấy. Tỉnh nào? Tỉnh Nam Định. Nam Định thì có bãi tắm Quân Năm, vì có biển bãi tắm Quân Năm. À. Thì em ở quê em đều có rồi, em cũng biết nhiều rồi, nhưng mà thì em thì trong Nam này thì em thì thích đi đảo Phú Quốc. Phú Quốc, Kiên Giang. Dạ. Trời ơi. Rồi sắp tới là ví dụ lễ là 30/4/1 năm này thì không biết là mình hẹn hò là mình có tính đi đâu chơi không? Dạ, em cũng đi tính là đi thứ nhất là đến nhà bạn gái, thứ hai là nếu bạn gái nhất chỉ đi gặp em đi đó. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi. Chị gửi một vài lời, có những cái người mà người ta theo dõi chương trình, người ta đang muốn đăng ký nhưng mà người ta chưa có sẵn sàng để tham gia, gửi một vài lời cho giáo viên. Các bạn đang xem chương trình thì các bạn cứ đăng ký tìm hiểu, nếu được thì bấm nút. Dạ, anh chị đó mình sẽ làm công ha. Mời các bạn đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời các bạn đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Anh nói cho em thêm một câu, được phát sóng trên HTV7 và YouTube MCV Media. Và lúc thứ hai này với. Anh chỉ cần thôi, bây giờ anh cứ nói là được phát sóng trên kênh HTV7. Được phát sóng trên HTV7. Dạ, rồi anh nhìn cho anh nói cho mình. Dạ, mong chương trình được phát sóng lên chương trình HTV7. Xin cảm ơn, xin chào anh chị, xin chào ạ.